Xin chào và cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh YouTube chính thức của diễn đàn tradertalk.net, và mình là Tùng Anh. Trong cái clip của tuần này thì mình sẽ tiếp tục giới thiệu đến mọi người một cái hệ thống giao dịch rất là đặc biệt, nó có tên là Matron Genesis. Thì cái hệ thống này rất là nổi tiếng trên trang Forex Factory. Thì bây giờ cùng mời mọi người đi tìm hiểu cái hệ thống này ha. Rồi, cái nội dung của cái clip này mình xin chia ra làm những cái phần như sau ha. Đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ lược về cái hệ thống ma trận Genesis này. Thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái công cụ mà cái hệ thống này nó sử dụng. Và cái cuối cùng đó chính là chúng ta nói về những cái quy tắc và cái cách ứng dụng cái hệ thống này vào giao dịch thực tế. Rồi, giới thiệu sơ lược một chút về cái hệ thống ma trận Genesis. Thì cái hệ thống này là một cái hệ thống bắt những cái con sóng ha, và tốt nhất là chúng ta nên sử dụng nó trong một cái thị trường có xu hướng ha. Thì nó là một cái hệ thống kết hợp nhiều cái công cụ rất là đa dạng, do đó là cái nó có một cái tính chặt chẽ khá là cao. Thứ ba là nó có độ tin cậy cao ha, nó là thuộc top các hệ thống giao dịch được theo dõi nhiều nhất và thảo luận nhiều nhất ở trên Forex Factory. Cái khung thời gian mà chúng ta sử dụng cái hệ thống này á, thì nó có thể áp dụng cho mọi khung thời gian. Tuy nhiên chúng ta ưu tiên sử dụng cái khung M5 và M15, tại đây là cái khung thời gian mà tác giả đề xuất sử dụng ha. Tiếp theo, những cái sản phẩm mà chúng ta có thể sử dụng cái hệ thống này nó bao gồm các cặp tiền tệ ha, và vàng và dầu. Tuy nhiên khi mà chúng ta giao dịch thực tế thì chúng ta chỉ nên giao dịch những cái cặp tiền tệ chính thôi. Chúng ta có 7 cái cặp tiền tệ chính á. Thì khi mà chúng ta giao dịch những cái cặp tiền tệ chính này á, thì cái phí giao dịch nó sẽ giảm đi đáng kể ha, đặc biệt là trên những cái khung thời gian thấp. Rồi, sơ lược về cái hệ thống là như vậy. Đây là cái hình ảnh về cái hệ thống ha, và bây giờ chúng ta sẽ đi cụ thể từng cái thành phần mà chúng ta sử dụng trong cái hệ thống này. Thì cơ bản là chúng ta có những cái công cụ sau nối ghép vào cái hệ thống này. Thứ nhất đó là nến Hakanashi thay cho cái nến nhật. Thứ hai đó là đường trung bình động ngắn hạn. Thứ ba đó là chỉ báo stochastic. Thì ba cái công cụ này thì chúng ta không có lạ lẫm gì nữa ha, chúng rất là quen thuộc rồi. Và cái cuối cùng đó chính là cái chỉ báo Genesis. Thì cái chỉ báo Genesis này nè là cái chỉ báo gắn ngoài, do đó là khi mà chúng ta thiết lập cái hệ thống thì chúng ta có thể tải cái chỉ báo theo cái đường link mình đợi ở dưới clip ha. Rồi chúng ta setup nó, chúng ta sẽ có được một cái biểu đồ như lúc nãy ha. Rồi bây giờ chúng ta nói sơ lược về một số cái công cụ mà chúng ta sử dụng. Đầu tiên là về Hakanashi, thì ở đây mình chỉ điểm qua thôi ha, tức là chức năng của nó là gì ở trong cái hệ thống này, chứ mình không có đào sâu ở từng cái chỉ báo, tại vì nó rất là tốn nhiều thời gian ha. Về cái chỉ báo Hakanashi này thì nó khá là nổi tiếng rồi, trên kênh của chúng ta cũng có khá là nhiều cái clip nói về cái công cụ này rồi. Thì về cơ bản trong cái hệ thống này thì cái nến Hakanashi nó dùng để lọc nhiễu ha. Lọc nhiễu thì mọi người so sánh chúng ta có một cái biểu đồ nến nhật ở phía trên và Hakanashi ở phía dưới, thì mọi người thấy là
Chúng ta thấy khi mà chúng ta có một cái xu hướng tăng á, thì Heikkan Hoshi nó liên tục đi lên ha. Nó không có những cái nến giảm như nến Nhật thông thường đó, mà khi giảm cũng như vậy đó, khi nó giảm đó thì nến thường á, nến Nhật thông thường sẽ có nến tăng giảm đang xen, nhưng mà nến Heikkan Hoshi thì nó chỉ giảm một mặt thôi đó. Thì cái tính năng này nó sẽ giúp chúng ta lọc được những cái tín hiệu nhiễu, đặc biệt là khi mà chúng ta sử dụng những cái không gian thấp. Tiếp theo là nó sẽ giúp chúng ta không có bị sao nhãng khỏi cái setup ha. Mình lấy ví dụ khi mà chúng ta tiến hành giao dịch một cái setup mà chẳng hạn như cái vùng này đi ha, tại cái vùng này đó. Thì nếu như mà chúng ta sử dụng cái nến candlestick á, thì nó sẽ có những cái tín hiệu nhiễu và chúng ta sẽ có thể là bị phân tâm, có thể là thoát lệnh sớm hay là gì đó ha, tâm lý chúng ta sẽ bị ảnh hưởng. Còn đối với nến Heikkan Hoshi thì nó chỉ có một hướng một màu thôi đó. Cái tính năng tiếp theo đó là nó cung cấp cái tín hiệu để chúng ta có thể vào lệnh và thoát lệnh, và chi tiết như thế nào thì một lát nữa chúng ta sẽ nói về ở trong cái phần quy tắc ha. Rồi cái công cụ tiếp theo đó chính là cái đường trung bình động, Moving Average. Thì ở đây là chúng ta sẽ sử dụng cái đường trung bình động này, nó xác nhận cho cái xu hướng ngắn hạn ha, xu hướng ngắn hạn. Và cái đường trung bình ở đây là chúng ta sử dụng cái chu kỳ năm. Mọi người có thể sử dụng SMA cũng được, mà EMA nó cũng được ha, nó không có khác biệt nhau nhiều. Nếu mà chúng ta quen sử dụng cái đường trung bình động dạng nào, dạng giảng đơn hay là dạng exponential, thì chúng ta cứ sử dụng cái dạng đó thôi. Tất nhiên nằm trong hệ thống thì nó cũng sẽ giúp chúng ta tìm kiếm những cái điểm vào lệnh và thoát lệnh. Rồi cái công cụ tiếp theo trong cái hệ thống này chính là cái chỉ báo dao động stochastic. Thì cơ bản ở trong cái stochastic thì nó có rất là nhiều cái ứng dụng ha. Từ cái việc mà phát hiện phân kỳ đó, rồi kiểm tra đồng lượng. Tuy nhiên ở trong này thì chúng ta chỉ có sử dụng nó để theo dõi đồng lượng giá và tìm kiếm cái tín hiệu overbought, oversold, tức là cái tín hiệu quá mua và quá bán ha. Thì cơ bản khi mà cái stochastic nó giảm xuống dưới mức 20 tham chiếu thì là chúng ta có một cái tín hiệu quá bán, và ngược lại khi mà nó tăng lên trên mốc 80 thì đó là một cái tín hiệu quá mua đó, thì chúng ta sẽ sử dụng cái tín hiệu này. Cái công cụ cuối cùng chính là cái công cụ cũng mang tên cái hệ thống này ha, chính là chỉ báo Genesis đó. Thì đây là một cái chỉ báo, nó có một cái cách tính toán phức tạp, mình cũng không có đề cập ở đây, mà chúng ta chỉ cần biết cái cách sử dụng của nó thôi ha. Chúng ta sẽ tìm kiếm những cái tín hiệu khi mà tất cả những cái bốn cái thành phần này ha, thành phần này nè, gồm TVI, CCI, T3 và GXL đó, thì nó cùng sang đổi sang một màu, màu đỏ hoặc màu trắng, thì chúng ta sẽ lấy cái tín hiệu đó và để chúng ta cân nhắc giao dịch. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sang cái phần quy tắc giao dịch, tức là chúng ta sẽ kết hợp bốn cái công cụ mà chúng ta vừa tìm hiểu lại thành một cái quy tắc, một cái hệ thống để chúng ta có thể tìm kiếm những cái điểm vào lệnh và thoát lệnh. Đối với cái lệnh mua thì chúng ta cần có những cái điều kiện như sau. Đầu tiên đó chính là ma trận Genesis cho tín hiệu mua ha, tín hiệu mua, tức là sao, tức là nó chuyển hết sang màu trắng ha, chuyển hết sang màu trắng. Thứ hai đó là stochastic nó tăng lên từ vùng quá bán, tức là nó giảm xuống dưới mức 20 và bắt đầu nó bật tăng trở lại ha. Thứ ba đó là nến Heikkan Hoshi cho tín hiệu mua, tín hiệu mua ở đây tức là nó chuyển sang màu trắng ha, theo cái thiết lập của chúng ta, và có nến tăng mở cửa ở trên MA5 ha. Đó, tức là giá nó di chuyển ở phía trên cái đường MA5. Và cuối cùng đó là cái tín hiệu mũi tên. Thì ở đây chúng ta có mũi tên lên và xuống tương ứng với cái lệnh mua và bán. Thì nếu như mà có thêm cái tín hiệu này thì tốt, còn nếu mà không có thì cũng được ha. Tại vì trong những cái tình huống mà cái động lượng nó thay đổi quá nhanh thì cái tín hiệu này, cái mũi tên này nó sẽ chưa kịp xuất hiện đó. Thì đây là một cái tín hiệu gọi là tín hiệu option ha. Nó cũng sẽ xuất hiện ở trên cái biểu đồ của chúng ta khi mà mọi người cài đặt cái bộ công cụ đó vào. Rồi đối với cái lệnh bán thì chúng ta sẽ làm ngược lại ha, ma trận Genesis cho tín hiệu bán, tức là chuyển sang đỏ tất cả bốn cái ô màu đỏ ha. Stochastic thì nó sẽ giảm từ cái vùng quá mua, Heikkan Hoshi cũng cho tín hiệu bán, tức là chuyển sang nến giảm, và có cái nến giảm mở cửa ở dưới cái đường MA5. Tín hiệu mũi tên xác nhận thì cũng là một cái tín hiệu option mà chúng ta có thể có hoặc không ha.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái ví dụ thực tế để nắm rõ những cái quy tắc này. Mình sẽ phân tích theo từng cái tín hiệu ha. Đầu tiên cái số 1 này, mọi người thấy ha, cái số 1 đó thì chúng ta hướng vào cái chỉ báo Genesis. Đó thì ở đây tại cái vùng này, đó tại cái vùng này thì chúng ta đã có cái tín hiệu Genesis rồi. Đó, tuy nhiên những cái tín hiệu ở trên 234 thì nó chưa có thỏa mãn, cho nên là chúng ta sẽ chờ đợi. Thì chúng ta thỏa mãn rồi ha, chúng ta chờ đợi. Rồi tiếp theo chúng ta thấy stochastic cũng thỏa mãn ha, stochastic nó đã vào cái vùng quá mua trên mức 80, sau đó bắt đầu đang giảm trở lại, đó thì là thỏa mãn cái tín hiệu thứ hai. Số 3 thì mọi người thấy là như nào ạ? Chúng ta có một cái nến thay cành oxy nó đã chuyển sang đỏ rồi ha, chuyển sang giảm rồi, và nó mở cửa ở phía dưới cái đường MA5, được chưa? Đó, dưới cái đường MA5 đó là cái tín hiệu số 3 đó. Và tiếp theo là chúng ta có được cái mũi tên đó, mũi tên cho ra tín hiệu vàng, thì chúng ta có thể vào lệnh tại cái nến này đó, hoặc cái nến tiếp theo này đó, được chưa? Rồi bây giờ vậy thì sau khi mà chúng ta đã vào lệnh rồi thì mọi người sẽ đặt ngay một cái câu hỏi, đó là chúng ta dừng lỗ ở đâu và chúng ta chốt lời ở đâu. Đó, thì đối với cái việc đặt dừng lỗ thì chúng ta sẽ đặt ở trên nến tín hiệu ha. Ví dụ như cái nến tín hiệu là cái nến này thì chúng ta sẽ đặt ở phía trên này đó. Thì cái việc đặt sát như thế này thì nó sẽ cho chúng ta một cái tỷ lệ risk reward tốt ha. Tuy nhiên nó sẽ làm tăng các rủi ro cái lệnh stop loss này nó bị khớp đó. Và do đó nếu như mà chúng ta giao dịch an toàn thì chúng ta sẽ căn cứ vào những cái đỉnh đáy lân cận để chúng ta đặt xa hơn một xíu ha. Đó. Về cái TP thì nó phức tạp hơn một tí ha, tại vì chúng ta cần phải quan sát những cái sự thay đổi của các cái tín hiệu trong cái hệ thống này. Thì có hai cách để chúng ta TP. Thứ nhất là chúng ta thả lệnh dựa vào những cái vùng cản. Thì những cái vùng cản này nó có thể là những cái vùng support resistance ha, vùng kháng cự hỗ trợ, hoặc là những cái vùng số tròn, hay là vùng cản tâm lý đó, hoặc là những cái đỉnh đáy mà chúng ta quan sát được đó. Còn cách số 2 đó là chúng ta sẽ thoát lệnh manual bằng tay đó. Tức là khi mà chúng ta thấy chúng ta trong một cái vị thế bán như thế này ha, đó, thì chúng ta thấy cái, chúng ta quan sát thấy cái động lượng giảm giá nó bắt đầu suy yếu đi, thì chúng ta sẽ cân nhắc những cái biện pháp giảm rủi ro và thoát lệnh. Những cái tín hiệu động lượng giảm này thì nó bao gồm là Eigenoxy và Stochastic đổi hướng. Đó thì mọi người có thể thấy tại cái vùng này ha, thì chúng ta thấy là Eigenoxy nó tạo ra một cái nến Doji rất là lớn đó, nó cảnh báo về khả năng là động lượng nó đã suy yếu rồi và khả năng nó sẽ đảo chiều. Stochastic nó cũng đã bắt đầu tách ra và đi lên trên này rồi ha, đó. Và đặc biệt đó là khi mà chúng ta thấy Genesis nó đổi hướng 50% thì chúng ta phải thoát lệnh đó. 50% ở đây rất là sai, tức là chúng ta có bốn cái yếu tố ha, bốn cái yếu tố, thì trong hai cái yếu tố đó nó bắt đầu thay đổi màu thì chúng ta sẽ cân nhắc cái việc mà chúng ta thoát lệnh. Thì ở đây là chúng ta sẽ thoát lệnh quanh cái vùng này, quanh cái vùng này đó, có một cái mức reward nó khá là tốt. Rồi trên đây mình đã giới thiệu cho mọi người cái hệ thống ma trận Genesis rất là nổi tiếng ở trên Forex Factory. Đối với những cái lệnh mua thì chúng ta có thể áp dụng cái quy tắc ngược lại ha, như lúc nãy mình có trình bày. Ở đây thì thời gian có hạn cho nên mình không có đưa ra một cái ví dụ cho lệnh mua ha. Nếu như mọi người có bất kỳ cái câu hỏi nào về cái hệ thống này thì có thể đặt ở phía dưới phần bình luận, chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi ha. Còn bây giờ nếu như mọi người thấy clip hay thì nhớ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của tradertalk.net. Mình là Ngoan, xin chào và hẹn gặp lại trong những clip lần tới.